Bây giờ ta vào bài 1. Bài 1 cô có nội dung như sau. Để phục vụ cho hội nghị quốc tế, ban tổ chức đã huy động 30 cán bộ phiên dịch tiếng Anh, 25 cán bộ phiên dịch tiếng Pháp, trong đó 12 cán bộ phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Hỏi: A. Có bao nhiêu cán bộ chỉ dịch được tiếng Anh? Chỉ dịch được tiếng Pháp, tức là hỏi xem là trong số cán bộ đấy thì có bao nhiêu người chỉ nói được tiếng Anh và có những người chỉ dịch được tiếng Pháp thôi. Đấy, phần B, ban tổ chức đã huy động tất cả bao nhiêu cán bộ phiên dịch cho hội nghị đó? Các con nghe lại yêu cầu của đề bài nhé. Để phục vụ cho hội nghị quốc tế, ban tổ chức đã huy động 30 cán bộ phiên dịch tiếng Anh, 25 cán bộ phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 12 cán bộ phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Hỏi: có bao nhiêu cán bộ chỉ dịch được tiếng Anh? Chỉ dịch được tiếng Pháp, tức là có bao nhiêu cán bộ chỉ dịch được tiếng Anh và có bao nhiêu cán bộ thì chỉ dịch được tiếng Pháp thôi. Ban tổ chức đã huy động tất cả bao nhiêu cán bộ để phiên dịch cho hội nghị đó? Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau sử dụng sơ đồ để tóm tắt. Số lượng cán bộ phiên dịch được ban tổ chức huy động cho hội nghị thì được mô tả bằng một cái sơ đồ Venn. Đó là tiếng Anh. Có bao nhiêu người nào? Có 30 người nói được tiếng Anh, phiên dịch được bằng tiếng Anh. Và với tiếng Pháp thì có 25 người. Trong đó 12 người chính là nằm ở khoảng giao ở đây. Tức là vừa nói được tiếng Anh, vừa nói được tiếng Pháp là 12 người.